Ủa, chú bắt con chứ ai bắt chứ đừng có hỏi vậy. Con chạy xe đi rồi, chú lấy con 1 triệu rồi. Ok. Thưa quý vị, sáng 3 tháng 6 năm 2022, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video clip với nội dung một người dân tố một cán bộ cảnh sát giao thông lấy 1 triệu đồng của người vi phạm. Theo xác minh của phóng viên Báo Thanh Niên, sự việc trên xảy ra tại bốt cảnh sát giao thông trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Camet, quận 1. Cảnh sát giao thông trong clip là cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, gọi tắt là PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chú này nhận cho 1 triệu nè. Rồi ông kêu con là ai bắt con? Dạ, ông nhận con 1 triệu á. Ai bắt con? Chú bắt con chứ ai bắt chứ đừng có hỏi vậy. Con chạy xe đi rồi chú lấy con 1 triệu rồi. Ok. Bây giờ chú trông quay mặt chú con gửi cho công an bên kia nè. Ai bắt con? Chú bắt chứ ai? Chú lấy 1 triệu chứ đừng nói vậy. Thì bây giờ bên đó kêu con quay mặt chú lại. Ngày 3 tháng 6 năm 2022, đại diện PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang vào cuộc xác minh đoạn clip này để làm rõ thực hư ra sao. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.